Hi, chào các bạn quay lại với kênh Sabo Gaming. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Tiny Robot nha các bạn. Ở clip trước thì chúng ta dừng lại ở level số 25. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục từ level số 26 các bạn. Rồi, mình cùng nhau khám phá thôi. Đó, chúng ta đang ở đâu đây? Đầu tiên là mình sẽ tìm viên bi mình sạc cho con robot nhỏ của mình. Một viên, ở đây có một viên chắc cú luôn nè. Mình làm sao để mở cái xích này nhỉ? Vậy là phải có cái gì đó để cắt các bạn. Mình tìm xem. À đây có một viên viên nè. À lấy ra. À vậy là viên thứ ba là mình thấy biết cái chỗ luôn rồi. Ở đây có cái gì đây nè? Có vặn được không? À nó không nhúc nhích gì hết trời. À cái chân đó nè. Không được, ở đây mình có giải đố. Mình giải đố ở đây nè các bạn. À, cái này thì nó có điện sẵn rồi, mình vào mình giải đố. À, lại cái trò này nữa. Cái trò này tức là mình cho không cho nó cắt nhau các bạn. Mình lấy được cái này để mình cắt. Mình cắt cọng xích đi nè các bạn. Cắt cọng dây xích. Ốc kèm ghê vậy. Mở cái này ra. Mình lấy được cái cờ lê trong này luôn nè. Đây mình còn có cái gì ra đây không? À mình có cái cờ lê, mình sẽ mở trên cái đầu của con robot này nè các bạn. Chắc chắn luôn. Mình mở thử coi mình được cái gì. Dặn ở chiều này. À, mình được một cái bánh răng. Một cái bánh răng thì ở đây nó thiếu một cái bánh răng nè các bạn. Đơn giản gì vậy ta? Đơn giản vậy sao? Ở đây có cái con, cái cần gạt nè. Ơi, rồi đi được rồi các bạn. Quá đơn giản vậy. Ôi, 3 sao luôn các bạn. Rồi, tiếp tục level số 27 các bạn. À, có chiếc xe tải cái gì đây nè. Cái xe của cái xe gió, có con robot ngồi bên kia của hàng máy với pin cho robot, con robot của mình trước đi. Ở đây có một viên nè. Mình thấy ở đây có cái thùng gì nè, có thể mở được nè. Đó, ba viên pin. Rồi bây giờ mình tìm đường, có lẽ là cái đây là con đường để đi xuống nè các bạn. Nhưng mà bây giờ không mở được. À, ở đây nó có con dây gì nè. Ông dây bị đứt rồi nè. À, mình sẽ nấu vô đây. Đó. Robot hả robot. À, mình sẽ mở cái thùng này. Ở đây nó có một cái khúc ống. Khúc ống nhựa này thì mình sẽ làm cái gì nhỉ? Đương nhiên mình sẽ nối rồi các bạn. Mình sẽ nối vô đâu? Ở đây thì mình sẽ nối vô đâu nhỉ? Ở đây hết rồi các bạn. Chiếc xe này. Ở đây nó đâu có cho mình cái gì đâu. À, cái mua xe coi. À đây. À giải đố thôi các bạn ơi. À cái này quá quen thuộc rồi. À một con được. Con đó là bánh răng. À con này là cái quạt. À con này là cái này. Cái quạt. Bánh răng. Vậy còn cái này là giật cái giọt nước thôi các bạn. Đó. Chiếc xe chạy. Nó sẽ lôi cái gì vậy? À cái chìa khóa. Thôi ơi. Mở cửa thôi các bạn.
Rồi, tiếp tục thôi. Chắc chắn là sẽ được 3 sao. Đó, rồi, chúng ta sẽ tiếp tục level số 28. Robocop, con robot nè. Rồi, cái gì đây? Đó, mình thấy đây một viên pin nè. Ở đây có con robot nè. Ở đây có một viên pin nữa nè các bạn. Rồi mình giải đố đi. Giải đố đi. Cái này nó không bắt mình nè. Một con xanh, một con đỏ. Bỏ đây đi. Đó. Hai con đỏ, một con xanh. Đó. Còn cái này. Cái này một con đỏ, hai con trắng. Không được, không được. À, như thế này nè các bạn. Đó. Rồi. Đó, như thế này. Một con trắng đâu rồi? Con trắng, hai con đỏ. Nó như thế này. Rồi hai con đỏ, một con trắng. Ở đây. Rồi hai con, hai con trắng, một con đỏ ở đây. À đây 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 đây. Ồ, chính xác luôn rồi các bạn. 953, 953, 953. Là tự nhiên mình giải đố nó trước chứ vậy. Cái bật lửa, cái quay diêm các bạn. À đây một viên pin nè. Mình quay diêm chắc chắn là cắm lửa đây là mình sẽ đốt nè. Mày à. Mình lấy được cái cờ lê nè. Lấy được cờ lê mình sẽ dặn ở đây nè các bạn. Ở đây có cái chỗ dặn cờ lê nè. Mình rút này ra. Có cái phích cắm, vậy là mình phải tìm một cái phích cắm các bạn. Trong này không có cái phích cắm rồi. À đây 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 đây. Ủa cái level này sao thấy quen quen vậy ta? Đó. Được sạc điện rồi đó. Ủa nó đi đâu vậy? À đây còn một cái thẻ. Một cái vé các bạn, mình sẽ cho vào đây. 953. Rồi. Tiếp thôi, tiếp thôi, tiếp thôi. Có cái này chắc được chỉ 2 sao thôi các bạn ơi. À, chúng ta sẽ đến level số 29. Tiếp tục thôi các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ, đây có một viên pin nè, mình sẽ tìm viên pin cho con robot của mình các bạn. À, đây một viên nữa nè các bạn ơi. À, đây có cái cờ lê nữa nè các bạn. Đây có cái ống khói. Con robot này có vẻ như là con robot già các bạn. Nó nhìn cái gì. Ở đây thì có vết dầu lon nè. Để cho mình giải đố đi. Lại cái vụ này nữa à. Cái này thật ra thì mình mò cũng khá là lâu luôn các bạn, chứ không phải là nhanh đâu. Đó. Cái giải đố này mình mò có một lúc thôi các bạn. Đó. Cái vết dầu này nó khô nè. Vậy là con robot này nó sẽ nhìn, nó thấy cái gì đây? À, mình có cái cờ lê, mình mở hai con bu lông này nè. Sẽ có cái gì ở đây nè các bạn?
thêm một viên pin nữa. Một cái để vặn. Vặn cái này à? Không phải là không phải. Vậy là cái này vặn ở đâu nhỉ? À đây 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 các bạn. Nó có lỗ nè. Ồ, cái này giống như là một viên pin vậy. Viên pin này mình lắp ở đâu nhỉ? Không, để mình lắp trên con robot. Ở đây à? À. Ôi trời. Đơn giản vậy à? Rồi. Máy sao đây? Ồ, được 3 sao luôn các bạn ơi. Rồi, chúng ta đến level số 30 các bạn. Star Boss. Nó là cái gì đây? Giống đây như là đường dây xin lỗi. À, đây giống như là cái chạm mà chạm quốc tế, chạm phi thuyền các bạn. Đó, một viên pin rồi. À, mình thấy đây một viên pin nữa, là hai viên pin. Cái này năng lượng cũng là viên pin các bạn, nhưng mà không biết lắp ở đâu nhỉ. Có chỗ giải đố đâu nhỉ. Đây 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 các bạn. Ôi trời, nhiều vậy. Lấy, lấy, lấy. Một, hai. Ôi, mình phải đánh 6 thứ tự các bạn. Một, hai, ba, bốn mới được. Đánh lại. Hai, một. Ôi, cái này nó liền như mình chỉ nhớ nè. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Một nè, hai nè, ba nè, một nè. Đây nè. Lại một nè, đây nè, đây nè, đây nè, một nè, đây nè, đây nè, đây nè, một nè, đây nè. Rồi tiếp tục, cái này là cái gì? Một nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, một nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, một đây nè. Tiếp tục các bạn, đây nè, hai cái nè. Đây nè, 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 đây nè. Ôi, lại lại lại, đây nè, hai cái nè, đây nè, vào đây, vào đây, vào đây, một nè, một nè, đây nè, vào đây nè, vào đây nè, vào đây nè. Ôi, lại luôn, đây nè, hai cái. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Ôi, 7 nữa. Đây, đây, hai cái. Đây, 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 đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Đó, trời. Con robot nó làm cái gì vậy? À, mình lấy đây một viên pin. Con robot nè. À, mình bỏ pin vô đây à? Không phải hả? Thì mình bỏ pin vô chỗ nào? À đây nè, đây nè, đây nè các bạn ơi. Đó. Vậy luôn hả? Rồi, còn bên đây.
Sắp hết pin rồi, sắp hết pin rồi. Gắn vô đâu đây? Gắn vô đây à? Không phải luôn à? À gắn vô đây, gắn vô đây. Rồi. Đó. Ồ cái này chắc là không có sao nào luôn các bạn. À vậy là mình đi được chưa? Chưa à? Chứ cái này nữa. Trời ơi. Rồi đi được rồi các bạn ơi. Trời ơi. Có một sao thôi. Rồi, mình cũng xin dừng clip ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.